Chào mừng các em học sinh lớp 7 quay trở lại với tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập về văn bản biểu cảm, sự vật và con người với đề số 3. Và đề này cũng là một trong những đề mà chúng ta sẽ ôn tập để thi giữa kỳ 1. Các em chú ý ha. Đề bài: Cảm nghĩ về một món quà tuổi thơ đối với đề bài này thầy có một số gợi ý bởi vì biểu cảm về một người nó dễ bởi vì sao con người gần gũi với mình sống cạnh mình nên chúng ta rất dễ để chúng ta bày tỏ những tình cảm cảm xúc của mình còn về một món quà à, một vật vô tri vô giá thì chúng ta rất khó để bày tỏ cái tình cảm cảm xúc của mình với nó Muốn bày tỏ tình cảm cảm xúc với một món quà, chúng ta phải biết cách tìm ý và biết cách để chúng ta khơi gợi cảm xúc trong lòng của mình. Hôm nay thầy hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta biểu cảm cũng như khơi cảm xúc ở trong lòng về một món quà tuổi thơ. Thầy có một vài gợi ý để làm được đề bài này. Đầu tiên, chúng ta sẽ chọn món quà. Quà thì có nhiều thứ lắm phải không các em? Nhưng mà để làm được món đề bài này chúng ta phải chọn món quà cho phù hợp chứ không phải các bạn nghĩ đến món quà nào thì các bạn chọn món quà đó nhiều khi chúng ta về món quà đó chúng ta sẽ không có cách để chúng ta khơi gợi tình cảm cảm xúc chúng ta sẽ không biểu cảm được thì tiêu chí để chọn món quà thứ nhất món quà đó có ý nghĩa đặc biệt nó phải có giá trị về mặt tinh thần chúng ta đừng có đề cập đề nhiều quá về những giá trị vật chất của nó các em ha. Và bài viết này không phải là một nơi để chúng ta giới thiệu những sản phẩm công nghệ. Có năm có bạn A à, giới thiệu tôi được cái iPad, có bạn giới thiệu tôi được cái đôi giày hàng hiệu, có tôi được một chiếc iPhone vân vân. À chúng ta chú trọng đến giá trị tinh thần của món quà đó. Món quà đó là một món quà gắn bó với tuổi thơ, có nghĩa là nó gần gũi và có thể lưu giữ cái món quà đó qua thời gian chúng ta hạn chế chọn những món quà mà nó có những giá trị tức thời thôi ví dụ như một món đồ uống một cái uh, món ăn chẳng hạn thì nhiều khi chúng ta uh, nó không có giá trị lưu giữ thì nó khó chứ không phải là không được nha các bạn nó khó để chúng ta uh, khơi gợi cảm xúc thứ ba là nó có món quà đó có thể gắn với một người đặc biệt quan trọng uh, người đó đã tặng cho chúng ta ví dụ như có thể chúng ta chọn một món đồ chơi, một thứ đồ dùng hoặc thậm chí chúng ta có thể chọn một con vật hoặc một loài cây chẳng hạn, đều có thể được gọi là món quà tuổi thơ và tuổi thơ ở đây là cái thời thơ ấu của mình nhưng mà cũng đủ để nhận biết mọi chuyện nha các bạn. Dù khi cái tuổi thơ mà chúng ta chọn cái tuổi thơ nó xa quá cũng được, tuổi mầm non, tuổi nhà trẻ thì lớn đến lứa tuổi họ ở cái lứa tuổi đó thì ta còn nhớ được cái gì ta cảm nhận được cái gì lứa tuổi có thể tiểu học có thể là trung học cơ sở hiện tại của mình về phương thức biểu cảm thì chúng ta có thể kết hợp biểu cảm trực tiếp và gián tiếp qua hình ảnh nhân hóa ẩn dụ hoặc hoán dụ à, chúng ta kết hợp biểu cảm với tự sự và miêu tả Các bạn nên nhớ Chúng ta đã học miêu tả và tự sự trong văn biểu cảm rồi À, miêu tả về biểu cảm, miêu tả cả và tự sự được coi là phương tiện để chúng ta bày tỏ cảm xúc tình cảm của mình. Chính vì vậy nên bài văn biểu cảm cần phải dùng đến yếu tố tự sự và miêu tả để khơi dậy cảm xúc, để bộc lộ cảm xúc. Nếu không có yếu tố tự sự miêu tả thì cảm xúc khó lòng mà bộc lộ lắm. Rồi, thầy có một cái dàn bài gợi ý cho các em như sau. Mở bài, các bạn giới thiệu cho thầy món quà đó là món quà gì? ai tặng và cảm nghĩ chung về món quà đó cảm nghĩ chung ở đây chúng ta hiểu đơn giản là những gì em rất là thích món quà đó thật là đặc biệt với em chúng ta những dùng dùng những từ như vậy để thể hiện cái cảm nghĩ chung của mình về món quà là được rồi có hai cách mở bài các em đầu tiên là mở bài trực tiếp trực tiếp có nghĩa là giới thiệu thẳng đối tượng biểu cảm không vòng vo không mượn hình ảnh nào cả à, ví dụ tuổi thơ ai chẳng có những món quà Riêng tôi tôi có một món quà đặc biệt mà tôi luôn gìn giữ, đó là món quà A, món quà B, món quà C gì đó, tự nêu ra. Cách thứ hai là cách mở bài gián tiếp, có nghĩa là mình không nói thẳng vào giới thiệu thẳng món quà, giới thiệu rõ món quà mà mình chỉ cần gợi cái tình huống để nhớ đến món quà mà không cần giới thiệu cụ thể món quà đó là gì ở ngay phần thân phần mở bài. À, còn món quà đó là gì thì chúng ta để xuống phần thân bài chúng ta nói để tạo gợi sự tò mò ở phía người đọc và người nghe ha. thì thầy gợi ý một vài tình huống để gợi nhớ đến món quà có thể là một cơn mưa một chiếc lá một bản nhạc nó gắn với việc mình nhận được món quà nên nhớ là cái tình huống này phải gắn với món quà gắn với việc mình nhận được món quà cái hoàn cảnh mình nhận được món quà chứ uh, nhiều khi uh, một cái uh, tác động nào đó không liên quan gì của môi trường uh, tác động gì đó không liên quan gì ở bên ngoài mà làm cho mình nhớ món quà là mình mình bậy các em ha rồi cái thứ hai mình tình huống thứ hai mình có thể tình cờ nhìn thấy một món quà Nó giống y như món quà của mình mà mình đã làm mất nó rồi hoặc mình quên lãng nó ở đâu đó từ lâu à, tình huống thứ ba có thể là tình cờ mình tìm lại được cái món quà đó sau thời gian dài mình làm mất rồi mình làm mất rồi mình không tìm kiếm rồi mình để nó lạ mất đi đâu đó. À, cái thứ tư, hãy là mình đang xem lại một buổi âm bung về buổi tiệc sinh nhật đặc biệt của mình, rồi mình nhớ đến món quà đó chẳng hạn. Ở phần thân bài, à, nếu ở phần mở bài chưa nêu rõ là món quà gì, tức là đang nói đến cách mở bài gián tiếp đó, thì ở phần thân bài chúng ta cần nói đó là món quà gì, ai tặng cho em, tặng trong dịp nào. À, ý thứ hai là món quà đó có đẹp không có đắt tiền không giá trị thật sự của món quà nó nằm ở ở đâu ở đây chúng ta có thể đi theo hai hướng một là có thể món quà đó nhìn rất là bắt mắt à, đắt giá kể từ cái từ cả cái hộp quà đến cái món quà ở bên trong hoặc à, chúng ta có thể đi theo hướng thứ hai đó là cái món quà đó là một món quà nó không có gì cầu kỳ nó không có gì đặc biệt không có gì là sảo hết đó nhiều khi nhiều lúc nó tầm thường nữa nhưng mà nó là món quà đặc biệt bởi vì nó có một ý nghĩa đặc biệt nhân dân hoặc là của một người là đặc biệt đấy rồi nhìn món quà đó em có những cảm nghĩ gì đây là lúc chúng ta ứng dụng cái yếu tố miêu tả để bày tỏ tình cảm cảm xúc nên nhớ ở đây mình miêu tả không phải là để cho người ta thấy ở món quà đó trông như thế này trông như thế kia mà mình miêu tả để làm gì để mình bày tỏ cái cảm nghĩ của mình cái cảm xúc của mình mà món quà đó đã khơi dậy trong lòng mình Đấy, chúng ta chú ý điều đó ở đây mình dự, sử dụng kết hợp các từ biểu cảm ví dụ từ ôi nè hoặc là từ ship bao từ uh, um, vân vân ở đây chúng ta chọn có thể là chúng ta nói cái kiểu dáng kiểu dáng đó nó để lại trong lòng em cái cảm xúc gì cái chất liệu đó nó có gieo vào lòng em cái tình tình cảm nào không màu sắc đó để lại cái ấn tượng gì đặc biệt cho em âm thanh nó gợi cho em liên tưởng đến điều gì nó gợi em cảm xúc cái cảm nghĩ gì đấy cũng có thể đi vào cái chỗ không đẹp của món quà nhưng mà mình miêu tả một món quà không đẹp không phải là mình miêu tả theo hướng để mình chơi, nhưng mà mục tiêu của mình miêu tả món quà đó không không đẹp để cuối cùng mình nhấn mạnh nó không đẹp về vẻ bên ngoài nó không cũng không mất tiền nhưng mà nó có giá trị tinh thần, mình phải có cái mục đích viết ngay từ đầu như vậy. Rồi khi nhận được món quà, em cảm thấy thế nào? Em reo hò, em mừng vui. Ôi, món quà thật tuyệt vời. Ôi, chưa có bao giờ mà tôi uh, nhận được món quà thật đặc biệt và ý nghĩa như thế này. Ôi, món quà đó thật là giá trị biết bao với tôi. Ôi, hạnh phúc biết dường nào. Đó, dùng, dùng những từ như thế. À, tác dụng ý nghĩa tinh thần mà món quà đó mang lại cho em ở đây có thể là món quà đó nó cùng em chia sẻ niềm vui nỗi buồn lúc này là lúc mình tự sự đó các em à, giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống có những món quà đó các bạn có những món quà à, nó đóng vai trò là gì nó thay cho người tặng ở gần bên em để nâng đỡ em để chia sẻ cùng em để à, à, vực em dậy những lúc em vấp ngã những lúc em gặp khó khăn trở nên trà ngại trong cuộc sống đó ý thầy muốn nói chỗ này rồi ở đây có thể mình nêu thêm một cái tình huống mình đánh mất món quà để mình gợi cái nỗi buồn khi phải mất đi một món quà đặc biệt à, để từ đó thấy mình thấy được cái món quà đó quan trọng như thế nào đối với mình hoặc rồi món quà đó mình tìm lại được món quà đó hoặc là mình sửa được món quà đó thì mình cảm thấy vui mừng ra sao mình mình có hứa hẹn điều gì với món quà mình sẽ giữ suốt đời để nó lớn lên cùng mình không bao giờ xa lìa hay không đấy hoặc là mình cũng có thể mở rộng thêm cái ý này nếu mở rộng thêm ý này các bạn biết cái ý này rất là đắt để mình gợi cảm xúc đó các bạn à. nếu người tặng đi xa không còn nữa à. người ta người tặng của em bây giờ ra sao nhìn món quà em nhớ gì về người đó à. có thể nhớ đến sự chăm sóc có thể nhớ đến những cái tình cảm à, sự âu yếm sự nhẹ nhàng cũng có thể nhớ đến những lời dạy bảo thật là ý nghĩa của người đó dành cho mình rồi mình hứa hẹn gì với người đó ở chỗ này đấy hạn chế có thể đi xa thôi các bạn ha có thể đi định cư ở nước ngoài có thể đi đến một nơi khác và có thể vì một hoàn cảnh nào đó mình không thể gặp lại chứ không nhất thiết phải cho người đó qua đời nha rồi kết bài các bạn nêu cho thầy hãy ý nếu suy nghĩ tình cảm của em dành cho món quà cũng như dành cho người tặng và nêu lời hứa của bản thân khẳng định lại ở món quà đó là món quà ý nghĩa nhất của cuộc đời của em và không bao giờ em quên được à, em hứa sẽ như thế nào rồi ở đây thầy có một lưu ý nhỏ cho các em là lưu ý là mình sử dụng những yếu tố biểu cảm á, những yếu tố uh, uh, biểu cảm nên sử dụng thêm những yếu tố biểu cảm uh, cách biểu cảm trực tiếp vào trong đoạn văn của mình để tránh mình lệch để loại nhiều khi chúng ta phải xác định rằng chúng ta sử dụng cái yếu tố tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm là để bộc lộ tình cảm cảm xúc chứ không phải để kể chứ không phải để tái hiện hình ảnh chúng ta nhớ điều đó à, đó là vào dịp sinh nhật lần thứ sáu của tôi lần sinh nhật đặc biệt vì năm đó cũng là năm đầu tiên tôi là một học sinh tiểu học sinh nhật tôi cũng không phải là một buổi tiệc hoành tráng nào hết mà đơn giản chỉ là một bữa cơm gia đình bởi vì nhà tôi đâu có giàu có như bao nhiêu bà như bao người nhưng được chỗ luôn tràn ngập niềm vui đây là tự sự đó các bạn hôm đó tôi nhận được rất nhiều món quà nào bánh nào là kẹo nào là bút viết ôi chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như thế này đã các bạn thấy yếu tố biểu cảm trực tiếp chưa ôi chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như thế này lần lượt mở những món quà mà miệng cười như không thể khép lại được đại yếu tố biểu cảm thầy in màu đỏ đó các bạn đảo mắt một hồi tôi dừng lại ở hộp quà to nhất món quà của ông nội tôi chiếc hộp đơn sơ lắm không có gì đặc biệt chỉ là chiếc hộp cả tông bình thường bên ngoài gói bằng một lớp giấy báo đã cũ trong không có vẻ gì là giá trị nhưng thật bất ngờ bên trong là một món đồ chơi tuyệt vời các bạn thấy những từ bất ngờ tuyệt vời mà tôi vẫn còn giữ đến tận bây giờ mặc dù đã lớn không còn dùng được tới được nữa một con ngựa gỗ các bạn thấy không ở đây người viết đã chọn miêu tả những nét không đặc sắc của món quà để nhấn mạnh giá trị của món quà nằm ở chỗ khác đó là giá trị tinh thần à tôi reo lên trong niềm vui sướng tột độ không hiểu sao tôi lại vui sướng như vậy bởi lẽ có người gỗ ông tặng tôi đâu có gì đặc biệt thậm chí còn rất rẻ tiền và chẳng bắt mắt tí nào có lẽ tôi cảm nhận được tình thương và sự kỳ vọng ông gửi vào trong đó các bạn thấy không có lẽ tôi nhận được tình thương và sự kỳ vọng ông gửi vào trong đó là giá trị của món quà à, người viết cảm nhận được giá trị của món quà đấy là lúc mình bộc lộ cảm xúc được rồi đó lưu ý chỗ này ha rồi, như vậy đây là phần viết bản. Các bạn viết vào trong tập của mình những gì có trên bản ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn. Ở nhà các bạn cố gắng viết cho thầy cái bài văn hoàn chỉnh ha.